em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay là em có chị Hương, chị qua bên em là sắm một bộ nữ trang cưới nha. Đây chị Hương lựa một cái chiền nè. Chiền thường là mình đi bộ đeo đi với vòng. Đó. Đây cái vòng, thêm đôi bông tai với một cặp nhẫn nha. Đây chị lựa kiền này là kiền chạm lông phụng nha. Hai bên chạm lông phụng vàng kiền tròn. Thêm cái vòng luôn. Đây. Cái vòng đi bộ luôn nè. Thêm đôi bông. Bông này là bông đích tặng nha quý khách. Mình đeo nó chắc chắn nữa. Em chỉ cho chị Hương cách mở kiền nha. Mình cầm hai bên này nó sẽ có một con lăn. Chị lăn nhẹ ra. Cái này mình mở đúng tốt rồi nó ra, mình nhẹ tay nhích nhẹ lên thôi nha chị, để ra sau. Rồi còn cái vòng tay. Vòng tay thì nó sẽ có con lăn đây. Lăn ra hết luôn. Đó, nè. Khi mà đeo vô em chỉ quay xéo qua đây em thật kẹp. Kẹp ở dưới đây nè. Chị giá bộ nữ trang của chị Hương là 33.950 ha. Em gửi chị hóa đơn, em cảm ơn nhiều ạ. Em xin kính chào quý hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay Kim Thành Thảo rất là vinh dự khi mà được đón tiếp hai vợ chồng của cô Liên, hai cô chú là từ Bình Thuận nha quý khách nha. Hôm nay là hai cô chú đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo, gồm có dây và lắc, hàng cao cấp nha, hàng siêu phẩm nha quý khách nha. Này, đầu tiên giới thiệu cho quý khách xem cái mẫu dây. Dây này là hỏa tiễn ống rồng ạ. Cái mẫu dây này là hàng đặc riêng nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn. Từng cái mắt hỏa tiễn của nó là có giác lưới. Có giác lưới vừa giác kim tiền vừa giác thoi ha, cắt máy full luôn. Và cái ống rồng này á là chạm rồng nổi luôn nha, rồng nguyên con nha quý khách nha. Đây. Cái đầu rồng nè, nó quấn quanh hết cả cái ống trúc luôn. Rồng nguyên con à, rất là đẹp luôn. Cái form dây này trọng lượng của nó là 5 cây 3 nha quý khách. 5 lượng 3 chỉ 2 phân 1. Hàng thiết kế riêng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Trên thị trường những loại dây này là rất là hiếm nha. Này, Kim Thành Thảo là tiên phong cái mẫu này. Form dây 5 lượng à. Đó. Thị trường chỉ có 1 lượng, 2 lượng thôi. Nhưng mà riêng nhà em là 5 lượng, 7 lượng, 10 lượng đều có hết nha quý anh chị. Đây, cái khóa giới thiệu cho quý khách xem nè. Cái khóa này là nguyên cái ống rồng luôn á. Thực sự nếu mà nó không có hai cái khóa dự phòng này á, thì nhìn không biết cái khóa nó ở đâu luôn. Đây, ống rồng nè, rồng nổi luôn ha. Cài cái khóa vào á, là nguyên một cái ống của nó luôn. Nối đều dây này nè. Cho nên nó rất là tinh xảo luôn ha. Xin phép đeo cho chú luôn nha chú. Đây, trời ơi. Rất là đẹp nha. Vừa vặn với người của chú luôn. Cái này đeo mặt cũng được mà không đeo cũng được nha quý khách. Bản thân của nó là một cái dây kiểu cho nên đeo nó rất là dễ đeo đồ luôn. Đeo mặt thì nhìn nó ngầu lên thêm một xíu nữa. Còn đeo không mặt thì nó trơn, kiểu nó nhẹ nhàng dễ đeo thôi. Ngoài ra thì chú còn ủng hộ thêm cho tiệm là một cái lắc song long. Cái này là lắc hai con rồng nha. Ngậm châu xanh ạ. Ở nhà thì chú có một chiếc nhẫn rồng y chang này luôn nè. Cho nên hôm nay là chú tậu cái lắc này về. Cái lắc này là lắc song long, mình rồng luôn ha. Kết cấu rất là đẹp luôn. Những cái hàng này là hàng siêu phẩm nha quý khách nha, hàng siêu VIP á. Thì nhà em có vòng và lắc luôn ạ. Như một cái lắc em đang cầm trên tay là 2 cây 3 8 phân 1 nha. Đỉnh chưa? Rất là đẹp. Một cặp rồng như vậy là hai mắt khác nhau, mắt đen mắt đỏ nè. Xuất sắc luôn. Cái này là chú mở khóa bên này nè. Dạ rồi, cô xin phép con đeo cho chú luôn. Rất là đẹp quý khách. Thiếu cái nhẫn đó, chú để quên cái nhẫn ở nhà rồi, chú mà đeo vô nữa giới thiệu cho quý khách xem, rất là đẹp. Phong nhẫn rồng nhà em từ 1 lượng, 1 lượng rưỡi, 2 lượng ha. Đó. Rồi, tổng 2 sản phẩm mà hôm nay chú dạ. Em chào anh. Dạ. Mới xuống live đây nè, anh chị ở đâu vậy? Bình Thuận. Ở Bình Thuận à. Em cảm ơn anh chị đã ủng hộ em nha, tin tưởng ủng hộ em, về nhà nhớ nhắn like chia sẻ cho em nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. À. Chị đâu? Chị đâu? Cô đứng bên kia, cô đang lên ngắm vòng. Đây đây. Đường xá xa xôi đi đến tiệm vàng em để ủng hộ chị em. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Ở trong Bình Thuận xuống hai chị. Dạ, ở mà bớt có 30 ngàn cũng cho. Kệ lên sống mới chứ. Chị gửi cho em vậy em. Chiếc sau lấy thêm vài trăm triệu nữa lên. Bữa nay có 270 triệu để cảm ơn mấy anh. Dạ, 278 triệu năm. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ.
chiều hôm nay là em có chị Trinh, chị ở Bình Điền. Chị lên ủng hộ Kim Thành Thảo em một set nữa cho em nha. Đây, chị Trinh lựa 4 cái dòng với 1 cái dòng. Chị Trinh lựa một cái dòng bản nha, dạng hiệu móc máy nè. Đây là móc máy đều nguyên một dòng bản luôn, một đường bi giữa nè, cực kỳ sáng luôn á. Dòng này là dạng dòng mềm nha, mình đeo nó êm tay nữa. Trọng lượng cái dòng này là 8 chỉ hơn ha. Chị Trinh còn lựa thêm hai cái nhẫn hộp trà nè. Đây, một nhẫn cao cấp hộp trà Pháp, hộp chủ là hộp trà Pháp nha, viền hai tầng hoa nè. Trọng lượng cái nhẫn này là gần 3 chỉ nha. Thêm một cái nhẫn nhỏ kim tiền nữa. Đó, hộp chủ là hộp trà Pháp không thôi, đeo sáng cực kỳ luôn. Chị lựa thêm hai cái nhẫn mẫu giả sàng nè, nhẫn hoa chùm mẫu giả sàng, hai bên đây là ba góp nha, hộp ba góp nè. Đeo nhìn nó lại cái nhẫn, một cái nhẫn hộp chủ đây luôn. Đó, đai này đai nhỏ, cực kỳ sáng luôn, lung linh luôn á. Chị đeo nhẫn nào em đeo cho? Đeo nào không? Để học hết luôn hả? Chị giá nguyên bộ nữ trang của chị Trinh là 64.390 nha. Rồi em gửi chị, cảm ơn chị nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Chiều hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của chị Thư. Mình ở quận mấy chị Thư? Em ở Bình Tân. Bình Tân quý khách ơi. Chị Thư ạ, hôm nay là chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cặp vòng tay hàng cao cấp mới vừa về luôn nha. Mẫu rất là đẹp luôn nha quý khách. Trời xuất sắc luôn. Một cặp vòng bi nha. Trời ơi, rất là đẹp, công nghệ mẫu Ý ba màu nha quý khách nha, màu trắng, màu vàng và màu hồng. Đặc biệt là mẫu bây giờ á, cái dạng vòng bi này nó có quấn chỉ xe nữa nha, chỉ xe nó làm bi nhuyễn đều quấn quanh cả cái vòng luôn nè, rất là đẹp luôn. Một cặp vòng tay, vòng này là nó có tăng đưa luôn nha quý khách, từ ni 48 đến ni 58 60 là đeo được luôn nha. Một chiếc như vậy trọng lượng của nó là 2 chỉ lẻ mấy ly á, 2 chỉ lẻ 6, 2 chỉ lẻ 8 nha, quá xuất sắc luôn. Chị em đeo cho chị luôn nghe. Ôi da trắng nữa, đeo đẹp chịu gì nổi, kỳ sát không, dễ thương quá trời ơi, xuất sắc quý khách ơi, dễ thương lắm luôn. Rồi lên nước da nữa nổi chưa. Một cặp vòng tay này có giá trị là 15.600.000 nha quý anh chị nha. Rồi em gửi chị Thư có hóa đơn nè. Cảm ơn chị Thư hôm nay đến ủng hộ tiệm em ạ. Cảm ơn chị nhiều. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay là em có lọc của chị Thúy ở Bến Lức Long An nha quý khách nha. Hôm nay là chị đến ủng hộ em gồm có một cái lắc Pandora nè và một cái mặt dây chuyền. Rất là dễ thương luôn ạ. Đây, mẫu hôm nay chị chọn nè. Đây là cái lắc Pandora full charm luôn nha quý khách nha. Lắc này là dạng sỏ bi cắt máy, những cái trang món là mỗi cái hình trang khác nhau á, rất là dễ thương luôn, nên là full cả cái lắc luôn nha quý nha. Cái lắc này là trọng lượng của nó là 5 chỉ 3 phân 7 à, quá xuất sắc, mềm mại lắm nha, đặc biệt là nó có tăng đưa nè, cho nên tay từ 48 đến 58 là đeo được nha quý anh chị. Ngoài ra chị còn ủng hộ thêm cho em là một cái mặt dây chuyền ha. Cái này là mặt túi tiền may mắn nè. Màu này là màu thạch anh ha, rất là dễ thương luôn. Này, cái mặt dây chuyền này 6 phân 2 nè. Đeo dây đen cũng đẹp, mà đeo dây bằng vàng cũng được nếu quý khách nha. Dây thì cỡ khoảng chỉ ra là mấy chị đeo được rồi đó. Rất là xinh. Đó, tổng 2 sản phẩm hôm nay chị ủng hộ em có giá trị là 21.103.000 nha quý khách nha. Em bảo hộ cho chị luôn nha. Rất là cảm ơn chị Thúy hôm nay đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em ạ. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Sáng hôm nay là có cô Thúy ở quận Bình Tân ha. Hôm nay là cô đến ủng hộ em một cái vòng bánh bi nha quý khách nha. Đây, mẫu rất là đẹp luôn. Cái này là bánh bi ba len ạ. Hàng cao cấp quý khách nha. Đợt này cái dạng bi này em về cái mẫu móc máy sò á, đẹp xuất sắc luôn nha. Đây, cái dạng bi lớn á, dạng móc máy dợn sò nè, từng cái bi nhỏ nó làm đang bính lại ha, ba hàng rất là sáng quý khách. Trọng lượng cái dòng này là 1 cây 1 phân 3 nha, siêu phẩm nha, rất là đẹp luôn. Cái dạng dòng này là nó dẻo nha quý khách, đeo rất là êm tay, không có sợ bị cấn ha, êm lắm, vừa dòng mà vừa lắc. Rồi con xin phép con đeo cho cô luôn ha, không cài tay cô tròn đeo đẹp nè, đeo vừa y luôn. 6 len
Amen. À dạ. Giờ không có thôi con lấy đảm đi. Đeo trước ba lên đi rồi con. Dạ cũng có hàng. Dạ, ra đổi ha. Ra đổi con phụ tiền công cho cô. Rất là đẹp luôn. Cái dòng này 35.389.000 nha quý anh chị nha. Rất là sáng luôn. Cái này đeo thêm chiếc nhẫn nữa cô à. Cái nhẫn rất là đẹp. Dạ rồi, con rất là cảm ơn cô. Cảm ơn cô hôm nay đến ủng hộ tiền con ạ. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay là có chị Loan ở ngõ Tư Ngộ, Gò Mây nha quý khách nha. Hôm nay là chị Loan đến ủng hộ em gồm có một bộ Chanel rất là đẹp luôn, hàng mới luôn nha quý khách nha. Đây. Cái này là dạng Chanel mà Chanel hở đó nha. Cách tắm rất là modern luôn nha quý khách. Xuất sắc chưa? Cái vòng này là ni lớn nha. Vòng Chanel cách tắm này trọng lượng nó là 7 chỉ 6 hơn à. Hay đồ bộ của nó nha, một chiếc nhẫn không dài luôn ha. Rất là đồng thanh đồng ngũ luôn nè. Chiếc nhẫn Chanel này trọng lượng nó là 1 chỉ 3. Đẹp. Cái này là nhà em có đủ bộ nha, vòng nhẫn mặt và bông tai luôn. Chị thích đeo đơn giản hay đeo vòng và nhẫn thôi. Em xin phép em đeo cho chị luôn ha chị ha. Cái tay của chị trắng quá. Đúng rồi, cái tay của chị nó trắng. Cho em mượn cái tay. Nó mà nổi gân xanh luôn ha. Đúng rồi, trắng như bông bưởi vậy. Sáng chưa? Ngồi. Nước da quá đẹp, tay cổ tay thì tròn nữa. Rồi bàn tay nè, thấy đa ham không? Bàn tay nhìn quá đẹp luôn. Hai sản phẩm này có giá trị là 32.200.000 nha quý khách nha. Xuất sắc nhiều, đeo vừa dặn cái tay luôn. Rồi em gửi chị Loan hóa đơn. Cảm ơn chị Loan hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Dạ, em gửi chị. Dạ. Dạ em xin kính chào quý khách ạ. Chưa hôm nay là em có Lộc Bảo Tiền Giang nè. Em có anh Toản anh lên ủng hộ cho mình Thảo em một cái lắc nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Anh lựa lắc hàng đào ba thẻ rồng nha. Đây là mẫu rồng nổi 5D nè. Đang xem những đường vân này là phun cát nha, phun cát kiểu hoa văn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, bản là bản 3 phân. Trọng lượng cái lắc này của anh là gần 3 lượng 6. Đó, nhìn có lắc rất là em đeo cho anh ha. Quá trời sen nè, rất nè. Tiền Giang lên đây bao lâu anh? Tiếng mấy anh chờ sáng lên nè. Quá trời đẹp luôn, cảm ơn anh. Chị giá cái lắc này của anh là 123.300.000 nha. Em đợi em tặng hóa đơn. Dạ. Vàng mới mà đeo liền đi cho nó may mắn. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của hai anh Tình và anh Giáp ạ. Hai anh là từ Đồng Nai lên nha quý khách nha. Hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái lắc hàng siêu phẩm cao cấp nha. Đây, phong lắc mà hôm nay anh chọn nè. Cái này là dạng đúc đặc luôn nha. Phong lắc đập kẹo luôn nha quý khách. Mắt xích ạ. À. Là lắc xích cắt máy ha, nối ống đây là ống trúc. Một cái lắc như vậy em đang cầm trên tay của nó là 6 cây 7 chỉ nha. 6 cây 7 chỉ 2 phân 2. Rất là đẹp luôn, đặc kẹo luôn. Khóa hộp và hai khóa dự phòng hai bên. Đây, khóa hộp nè. Hai bên là hai bên khóa dự phòng ha. Rất là chắc chắn luôn, cầm rất là nặng tay nha quý khách nha. Đặc kẹo luôn ạ. Cái này là hàng siêu phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Nè. Mẫu rất là đẹp luôn nè. Đeo rất là chất lượng. Đó. Cái này em xin phép em đeo cho anh luôn ha. Ồ, nhỏ nhỏ mà chất lượng ha, đeo rất là gọn tay luôn. Quá xuất sắc. Cái lắc mà hôm nay anh đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo có giá trị là 230.769.000 nha quý khách nha. Em gửi hóa đơn cho hai anh ạ. Rất là cảm ơn hai anh hôm nay đến ủng hộ tiệm em. Nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay là em có chị Trâm Anh, chị qua tiệm em và chị lựa hai sợi dây nha. Đây chị Trâm Anh lựa một sợi dây cho anh là dây Hồng Kông nha, dây Hồng Kông khúc chạm móc máy. Đây là dạng dây bọng, là trọng lượng của dây này là 3 chỉ hơn ha. Dây này là dài 6 tấc luôn. Chị còn lựa thêm cho chị nè, một dây dĩa công đúc, đeo với mặt thánh giá full tấm luôn nha. Dây này của chị là gần 2 chỉ ha, thêm cái mặt này 5 phân nữa, hai hàng tấm nhẹ nè, nhìn sang cực kỳ luôn. Đó. Em đeo cho chị ha. Chị giá bộ nữ trang của chị là 19.600.000 nha. Gửi chị hóa đơn. Cái này em để hộp cho chị ha.
quay, chị gái cũng đang thâu, chị gái đang như vậy.